này thiện hiện vì chân như của địa giới sâu xa nên địa giới cũng sâu xa, vì chân như của thủy hỏa phong không thức giới sâu xa nên thủy hỏa phong không thức giới cũng sâu xa. Này thiện hiện vì chân như của vô minh sâu xa nên vô minh cũng sâu xa, vì chân như của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não sâu xa nên hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu xanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của bố thí ba la mật đa sâu xa nên bố thí ba la mật đa cũng sâu xa vì chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa sâu xa nên tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của pháp không nội sâu xa nên pháp không nội cũng sâu xa vì chân như của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp pháp không không tánh tự tánh sâu xa, nên pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng sâu xa. Này thiện hiện vì chân như của chân như sâu xa, nên chân như cũng sâu xa. Vì chân như của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ sâu xa, nên pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của bốn niệm trụ sâu xa nên bốn niệm trụ cũng sâu xa vì chân như của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo sâu xa nên bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của thánh đế khổ sâu xa nên thánh đế khổ cũng sâu xa vì chân như của thánh đế tập diệt đạo sâu xa nên thánh đế tập diệt đạo cũng sâu xa